Cái này là xét máy may nha. Còn cái nắp nè, nãy anh em nó ghim điện là còn lên đèn á. Ai rành tới mua nha, ở đây chỉ mua với bán thôi đó. À, quàng mới mất cái dĩa đây nè. Mất cái không biết nữa, có cái gì đây. Này bị mất đồ nha, thấy đây bị mất gì nè. Nãy ghim điện còn đang sáng nha. Sáng đèn. Không có cái bàn đạp nên bàn đạp nó ghim tông. Đây điện 110 hả? Bàn đạp ghim đâu ạ? À? Này đâu cần bàn đạp đâu. Em chỉ cần bật mấy cái nút này nó chạy rồi. Có chạy không? Không. Có truyền động cơ không? Nó có sáng đèn thôi. Có truyền động không? Không. Vậy là em bấm chưa đúng không? Rồi nói chung là cái này bán xác ha. 250 ai xem được thì tới lấy nha. Rồi cảm ơn nhiều.